Mời em sao? Nói đi. Hello. Chào Kim Yến. Chị chào. Để em chào đợi chị em. Lâm Hạnh, khỏe không? Chị khỏe. Trời, sao tôi bắt đầu là mua nhà, mua cửa ở nước ngoài, đưa con đi nước ngoài ăn học. Đấy, thì mình phân tích ra là những cái người mà lưu vong nước ngoài mà không có phần trong đó, chúng tôi cũng có phần trách nhiệm trong đó hết. Nói gì chú? Dạ. Không có ai quyền có một cái quyền hành gì đó, không? Người dân đi nữa cũng không có một cái quyền gì mà bán một mảnh đất, một tấc đất nào của ông cha mình để lại. Đó là cái đất nước Việt Nam, là cái tổ quốc của dân Việt Nam, không có cho phép một bất cứ một cái người nào, một cá nhân nào, một cái đảng phái nào mà đem đất nước mà dân cho ngoại bang hết. Dạ, chú nói là cái đất nước mà Việt Nam mà dân cho ngoại bang, mà chú thấy chú có bằng chứng không? Bán đất của tổ quốc, nó nhà nước cộng sản bán nước của tổ quốc, mà có bằng chứng không? Bà con nghe. Cộng sản bán đất của tổ quốc mà có bằng chứng không? Có giấy tờ không? Hả? Cái gì mình nói vậy cũng phải dẫn chứng. Sao? Có đâu, đưa giấy tờ lên coi. Ai nói có giấy tờ không? Mời nè. Mời Duy Hoàng nè. Có bằng chứng đâu, lên đây. Sao? Trời ơi, sao mà nói mà cứ dọn mà mời không dám lên. Làm sao? Trường Sa hả? Trường Sa là ai bán đúng không? Việt Nam Cộng Hòa nó bán đó, nó làm ắt đó. Sao không nói đi? Trời ơi, Di Hoàng nói đúng chỗ rồi đó, không? Không, Trường Sa ai làm mắt? Có phải Việt Nam không? Mấy 78 thằng Việt Nam Cộng Hòa không bị làm mắt không? Đúng chưa? Không, không, đó. Sao bán đó xong lên sủa đi, không? Nhìn kỹ rồi, không? Sao? Không? Trung Hoàng nè, giỏi sủa lắm nè, lên mời lên đây nói chuyện một tí ơi. Nè, lên đây tham dự tí xíu coi. Trung Hoàng này là cái chị lớn lớn tụi mập mập đang live stream với gì Phạm Quảng Liên nè, đúng không? Chị đem đứa con của chị lên, chị đem đứa con của chị đi lên live stream nữa đó chứ gì, đúng không? Không, chị lên đây nói chuyện với em. Chị, em muốn mời chị đó đó. Ôi, sao chị từ chối? Ôi chu cha ơi, chị nói chuyện em nghe, chị lên livestream với Phạm Quảng Liên mà thấy chị mập lắm nha, còn chị đem đứa con chị lên nữa, thấy không? Livestream giỏi lắm mà. Thì sao em mời lên không dám nói chuyện? Sao? Đời F2 của Việt Nam Cộng Hòa, và chú này cũng là Việt Nam Cộng Hòa đấy. Sao? Đáng sao? Con nói cho bác nghe nè. Chú á, quên lộn, xin lỗi chú đi. Chú như lớn tuổi rồi không? Chú à, con thấy chú nói chuyện rất là hay, rất là giỏi. Chú giỏi như vậy, sao chú đồ đó ngày chú không làm lãnh đạo của đất nước đi, không? Sao chú không làm lãnh đạo đất nước đi mà chú đi đánh thuê cho Mỹ chi vậy hả? Lãnh đạo lúc đó sao giỏi không đi đánh Mỹ đi? Hả? Chú nói chuyện hay đó, không? Mà sao chú lúc đó chú không đi lãnh đạo đất nước đi hả? Chú đi đến thời trường Mỹ làm gì? Ôi trời ơi, sao? Cái chuyện hay quá mà, không? Trung Hoàng thấy không? Chú này nói chuyện hay ghê luôn, mà hồi đó không chịu lãnh đạo đất nước mà để đến thời trường Mỹ, không? Để cho Mỹ cầm quyền. Trời đất quỷ thiền ơi, biết nói người ta, phê phán người ta, mình nhìn lại bản thân mình đi, thấy không? Nhìn lấy bản thân mình đi chú à. Sao? Dạ. Nói đi chú. Dạ. Sao? Dạ, thôi con hỏi một câu nữa chú. Tại vì hỏi đi. Thì con hỏi chú một câu, con cảm thấy là
Như vậy là Hỏi đi. tất nhiên ở Việt Nam đảng không làm kinh tế đúng không, mà đảng tức là không tự làm kinh tế để tự mua đảng mà lấy tiền dân làm kinh tế, mà sau đó lấy tiền dân làm kinh tế rồi còn thua lỗ nữa. Thấy làm lấy tiền dân chỗ nào hả? Di Tiền Chằng, đó người ta đi phân giờ phối nói là đảng đấy, lấy tiền lấy dân đúng tiền dân không? Giờ để tôi đóng hỏi tiền thì đóng Di tiền Chằng nè, nhà được nước mà làm thành làm đô lộ đó, thành đô ở đóng những người tiền dân bình thường đấy như tôi là chạy xe có ai đi đóng thuế không? trăm Hả? triệu một Có người làm không? đấy, thì Có mà không? không phải ngân Hả? hàng tự nhiên lấy ngân khố quốc gia đem đi cho, Ngân ngân khố quốc hàng gia quốc gia đâu? thứ hai lấy Hả? tiền của Những cái dân và người đưa mà cho đảng nhà các nước tổ mình nó làm như chức vậy đó làm gì? Hả? chẳng hạn như Đầu tư mời ừ. kêu gọi những nhà đầu tư Đấy và kinh doanh cái đất nước thì Việt Nam cho mà bà con người đó dân có công ăn đấy việc làm, đóng thuế thì những là cái công ty đấy đó, lấy mới lấy tiền đấy nó mới thì làm giờ lại những con là đường cho người đó dân phải di đúng chuyển cái không? kiểm soát của người Đó dân thành thử có lãi là đồng nào của người dân không nên hả? nên nói trước chứ nào, nên nói trước Trời chứ đất nên nói ơi, trước nói là chuyện mình ngu mà phải còn nói nữa không sao? tiếng nói đã 80 năm rồi, có nhiều người nói đó, những người nói đã nằm ở trong tù hết trơn rồi. Đó Không, bây giờ người nói ta viết tiếp mà nhận 43 năm nằm vô tù hết trơn rồi bây sao giờ người ta tiếp nhận tin hả? rồi, thành ra là chưa Sao mà chú cho một cái là cho cái tiếng nói tân cư chức xuống, tân sao cư mới đã, còn nếu không từ chức thì tính tính tiếp, không từ chức thì là tính tiếp. dân dân đưa nó vô cái đường tù ngục thì có ngày nó là chạy không có kịp đâu, Dạ đúng mà rồi. cứu thì bớt tội ác, Đấy vậy? nhưng mà dồn vô thì nó chạy không kịp Đây, đây. đó là tội ác. Giờ này ăn Cái gì nó cũng bị cái tiết tương đối chứ nó không có cái tiết mà tuyệt đối đâu, cái gì vậy dạ cũng đúng rồi. phải có dữ dằn thì cũng có bên Không, mẹ không ăn. bên Mẹ không ăn đâu, mẹ con ăn đi. thiếu đấy, Giờ này nó mẹ ngồi không nói ăn chuyện nó ăn gì, rồi chút nữa con đi mẹ đi ăn sao? ăn, đưa lấy con cho bạn nha. Có, Nhớ không tí nữa ok mẹ. chưa? Dạ rồi Đây dạ là bây không giờ đủ làm. bây Để mẹ giờ làm đi, con ăn bây tô giờ đó đi, con tí đi làm mẹ. dạ. Hai ba Mẹ phút nữa chào. mẹ mẹ nó dạ. Nói Nó đi. đưa ra đó cái gì đó nó có cái tiết đó tương đối chứ không có tiết tiết nào mà tuyệt đối hết, tuyệt đối là Tuyệt cộng đối sản sao? thì phải trả à, Trả gì? đảng cứ nói là tuyệt đối là đảng cộng sản thì phải trả một giá rất đắt chứ, Sao trả giá đắt gì, mà thôi tính âm mưu không gì, dạ mà dạ tính nói âm mưu tới lật đổ cái chính tôi quyền nhà nước nói đúng là không? Trả giá đắt các đắt đúng cái ba không? đảng đó nó khác dữ lắm, Trời cộng ơi, sản đa là đảng, muốn Việt đa Nam đảng Cộng đặng Việt sản Nam không, đặng đánh giặc một như y đảng chang y khác gắt đúng không? làm gì làm Đúng không đúng bác? không, À. đa đảng lắm, thằng này làm Trời đảng ơi, còn Trung Hoàng làm đang nổi tức, nó làm đang kêu gào ở thằng dưới kìa không? các nước Áo, Úc, Mỹ, Mẹ chặn nó Canada, luôn đi. Pháp, Anh, Đức, Bà Nhật, mẹ nó Bồ chặn nó Đào, luôn cho nó nó có khỏi ấy nhiều luôn đi. đảng thành thử có hai Vô nó đảng sủa nó hoài lập rồi chặn nó luôn. mạnh, nó kìm hãm lẫn nhau, không nào dám Kìm thằng hãm này lẫn nó nhau làm vậy gì thằng kia không? nó Bác muốn làm đa vậy đảng cho thằng đất nước đó Việt nó làm Nam ta, phải mà không, nó ở rồi nồi tôi da mới dắt sáu thịt tiếp gọi tục gây cái chiến chương tranh trình lên như ở tiếp gan tục gắt đấy chứ cái gì chương đúng trình không phải đi đi hả? đâu có nội đó là Trời nhà ơi, nhà tàn nước bác xuống nào dạy nước không nào à, nó cho nó bác mà làm kéo lãnh đạo được dài đất nước giỏi như nó vậy kéo đó, đảng sao cộng bác không lãnh sản đạo đảng đi cộng hả? sản đi chiều Sao ngược bác đi đi lại để đi cho đánh đảng thuê cho có Mỹ lợi chi, ích để cho lắm, mắc nước chỉ chi vậy, để để cho cộng sản lật đổ chế độ Việt Nam Cộng Hòa chi, cho bác chạy tuột quần chi vậy? cho Bây đất giờ nước bác ngồi chắc cào khuyên giỏi thôi bác chúc ơi. chúc À. chúc cho người dân Việt Nam Trời, sao sớm có một ngày một ngày sao? bớt sợ hãi, Trời ơi, dám bình gan thường chứ dạ, sợ hãi gì đâu, dám tôi người gan dân bình dám thường ông làm, nội ơi. dám ăn dám Sao nói, bây giờ dám ăn dám cho nói thằng luôn này nè, thấy không? 20 nữa Tôi là người nó dân về bình nó phạt thường, tôi tôi học thức có lớp 5 nè nói ông gan nội, thấy không? nó phạt Tôi có tôi làm việc làm gì đâu, tôi thấy ông nói mày chuyện học tào thức lao, không xới tốt xạo thì quá, tôi lên mày tôi phản biện ông phải thôi ông phải nội. chết Ô, sao? không không, Gì? chứ phải chết bết Sao lại chú? công việc thực tế đó, Cứ chứ nghĩ không kêu phải chú kêu phạt nội luôn tôi đi. chứ Tạm quá cứ xạo rồi, thấy không? gạt hoài bây giờ nó Chặn làm nó ăn rồi. cũng không ăn được nữa, thành thử ra dạ đúng rồi đổ vùi người chặn dân nó Việt rồi, Nam chặn phải như cố gắng hoàng nãy rồi. tiết kiệm chút xíu nữa rồi như Sao vậy nó nói cái gì? câu chuyện gì cũng phải kết thúc, Kết tôi thúc đi ông về ơi. sau. Chuyện mà nó thật sự không, thì nó sẽ rõ ràng, từ từ nó rõ ràng rồi nhé. 43 năm rồi, chú đi Mấy ngày 43 tiếp năm rồi theo còn thì không tôi lật sẽ nổi nữa, tới mày ngồi trong chỗ đó trình tập xúi. lịch sử đó, Xúi 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 ai xúi. xấu ai Chú ở ai đó đẹp 43 năm mà tốt, chú ai bư bư đẹp bư bư ai móc móc móc. tốt ai Quỷ xấu thiền thánh đây, thiền ơi, con gọi bây quỷ giờ thiền thánh thiền giống còn gì tiếp cũng quằn lửa với tục chú nữa bây thất giờ nữa lạc không? còn thất lạc còn bây giờ ai Thất xấu đây, lạc. bây giờ tôi ghi Trời danh lại ơi, chú dạ giỏi bây vậy giờ chú tôi ghi đâu danh đi lại làm nha mà đi tuột dạ quần đâu. đúng rồi.
chú mà nói chuyện hay, chú mà nói chuyện giỏi, có trí thức, có trình độ, đó, đánh, đánh 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 thắng cộng sản gì là chú lãnh đạo của đất nước này rồi, chứ chú đâu có đi tuột quần mà chú bay đi bển ngồi không, chú cầu phiếu sống ảo đâu. Toàn nó nói thiệt cái chào ông chú, nói thiệt cái chú sống ảo vừa thôi thôi, chú đi xuống đi, già rồi. Ừ, xuống là được rồi đó. Sao chia sẻ cái cuộc sống ở Úc, những cái mà nói về công an giao thông hay là môi trường đô thị đấy, thì mọi người dân ở Việt Nam mình thấy rồi đấy, tức là anh được phân, trong một cái xã hội anh được phân chia cái gì thì anh phải làm cái đó, chứ không phải là lấy rau ông này cắm thầm bà kia là không có được. Anh giao thông thì anh phải điều phối giao vô thông, bình luận cái gì cũng được mà bình luận chửi lồn, chửi cặp, chửi tục, chửi tiểu làm sao mà cho chửi. Chửi cái gì cũng được, không cho chửi tục nè, chửi đỉ nữa là chặn nữa nè, chửi cái gì mà chửi tục là không cho, nói chửi cái gì cũng được mà nói chửi tục là không cho ha, chửi tục là không cho vô chặn luôn. Phản bội đâu, cộng sản nào phản bội, cộng sản nào lấy đất. Ừ rồi sao, nói tiếp, thêm một thằng ngáo đá nữa, thêm một thằng bị ba lơn nữa, nói đi. Sao mừng quá à, đồ khùng với khùng sao, tôi lấy gì không mừng, sao khùng với khùng, ba lơn với ba lơn mới sẽ mới vậy không. Ở Mỹ á, đi khám bệnh nó nhiều tiền lắm, bởi vì toàn đồ bà lơn thần kinh không à, không kêu mời lên hết đi cho bà con trong nước biết những cái thành phần bị khùng ba lơn. Phản bội hay trung thành, sống vừa phải khùng ba lơn thôi không. Ai phản bội trung thành nói thôi, nó thử nghe coi ai trung thành ai phản bội nói thử đi không. Và một cái điều mà này mà nói ra thì nhiều người sẽ tự ái. Tự ái nói đây, sao tự ái? Đã chấp nhận cho nói rồi, không có tự ái, nói đi. Thì mọi người giơ cánh tay để tuyên thệ. Sao? Và cái ngày đó thì ta lại nhìn ngày đó, ta nhớ cái ngày nay. À, nhớ ngày đó nhà thờ Việt Nam Cộng Hòa mà ba anh đó không cai trị cái đất nước mà tuột quần bỏ đi ha, để cho bà con màn trời chiếu đất ngày đó đúng không, thờ ba anh cai trị đúng không, để cho màn trời chiếu đất, để cho người dân đói khổ đúng không. Trời ơi, đất nước nào cũng tham nhũng anh ơi, phải riêng gì đất nước Việt Nam sao. Anh mà giỏi quá không, giúp đỡ ba anh ngày xưa đi, đâu có tụt quần chạy đi, đâu có để cho bà con khổ đói đâu, sao? À, người gì? Sao? Sao? Đúng rồi, công phải công tâm, đất nước Việt Nam phải công tâm, như Bác Trọng là công tâm đó, không? Đúng không? Phải nhá, ai tham ô nhá, như Đinh La Thăng cái lầu đó là phải tẩy chay hết, sao? Vụ án gì? Sao? Trời ơi, thấy không? Đây, cái vụ gì? Cái vụ gì? Không? Ôi ôi, vụ gì? Anh là văn, tôi cũng là văn ha. Mà anh biết hết á, không? Biết hết á, người văn á, không? Còn họ y như sống cái gì? Victor Hồ. Đây. Nè, để cho nghe nè. Tất cả tiền ở trong đất nước này là tiền của dân. Thì tiền. Trong đó anh cũng là người dân. Trong đó là... Trời đất ơi, anh nói tiền người dân thì em cũng là người dân, tiền trong dân thì trong túi của dân, nhà nước nào mà lấy của dân hả? Có thời Việt Nam Cộng Hòa của ba anh đó không? Thấy ai giàu đi ăn cướp không? Đó, thời của ba anh là thời đó, toàn là đi ăn cướp đúng không? Còn đĩ là điếm không mà, nó thời của ba anh á, rồi ăn hố lộ không, ăn hố lộ không, mời gái cũng ăn hố lộ, bởi vì không lãnh đạo đất nước có mấy năm chờ rồi đó, cái đất nước tan hoang hết, lãnh đạo được đất nước 7 năm chờ để cho bà con đói khổ màn chờ chiếu đất, bà con kêu oan kêu ức, bởi vì chỗ đó Bác Hồ thấy trong miền Nam bà con kêu oan kêu ức cực khổ màn chờ chiếu đất, Bác Hồ mới vô giải phóng miền Nam, làm cho có
bà con có cuộc sống không, độc lập tự do ấm no hạnh phúc như ngày hôm nay không? Ba anh dở lắm anh ơi, xin thái ơi, nó nhiều mệt quá. Tiếp đi. Cái gì? Ơi đứa nào rồi, nó vô ơi. Cho nó vô, nhưng cho vô hết. Ba que bốn que gì vô. Vô rồi ha, nhưng cho mời lên. Nhưng không phải như mà bên Duy Trần hồi nãy, xin thái rồi nhiên. Hồi nãy mình vô nhà võ chung trực luôn. Mình xin võ chung trực đi lên, nó ngọt. Mình nó ngọt cực kỳ nha. Anh võ chung trực ơi, anh cho em lên đi, em muốn tham dự cái chương trình của anh cho em lên đi, em không có chửi tục anh nữa đâu, thấy không? Em hứa với anh, em nói một lời với anh võ chung trực, Nguyễn chung trực, em không chửi tục anh nữa. Dấu cuộc Nguyễn chung trực không dám cho mình lên, mà cho mình lên mình hỏi là một, hai là hai, là mình không chửi tục, không chửi võ chung trực, Nguyễn chung trực nó mình là vậy đó, thấy không? Ơi nó mắc dạy cỡ nào để em dạy nó cho anh, thấy không? Đừng cho nhà nước mình mà anh, nó làm bộ nó sủa sủa thôi nè. Di Trần cộng sản đang cài thằng này đó chứ hả, mà nó hả có gì nhà nước bắt rồi từ lâu rồi anh, thấy không? Đang cài cấm đó đó, thấy không? Những đứa mà trong nước mà đang nổi dậy mà chửi chửi đó hen, an ninh Việt Nam cài cấm hết rồi đó, vô đi. Cộng sản hốt nguyên ổ, tại sao cộng sản chưa bắt nó, cài cấm đó đó, thấy không? Chỗ nằm dùng đó đó, vô đó đi vui lắm luôn á, không? Chứ đừng nói Việt Nam mà sợ mấy người này không bắt, bắt hết, đúng không? Bắt hết, tại vì sao? Cài cấm cho nó đi vô cái những cái thằng mà đang phá cái đất nước mình đó, vậy đó, đó, không? Đây nè đó, với anh giết em thấy nó đi kiếm anh, nó giết anh hoài, em sợ hơn gì nữa, em dám gặp anh cho anh lên nữa. Hello, em gái Duyên, Nhiên. dạ Hello, chào anh chị em dạ các bạn trong trong diễn đàn. Xin lỗi nha, dạ bên này trời lạnh quá chừng lạnh, mới ngủ dậy, cho nên không dám thôi đưa đi cái mặt mặc đi, ra. à, ai cũng biết mặc anh hết rồi, mặc anh đẹp trai bà cố luôn. Không được giá nữa. Đề tài gì vậy em gái Nhiên? À, đề tài nó nói là biển đảo mắc rồi, đất Việt Nam mình là bán cho Trung Quốc đồ vậy thôi anh, có đề tài của Di Trần hôm nay nó nói cho anh đó. Biển đảo nói chung thì mấy cái đám mà ba que như những thành phần mà gọi là chống phá đất nước xuyên tạc đó, mấy cái chuyện đó tụi nó chỉ xuyên tạc qua các thế lực mà chống phá nhà nước Việt Nam ở hải ngoại, tụi nó xuyên tạc cái đó rất là trắng trợn. Thật ra thì Việt Nam mình là một cái đất nước, mình cái miền Nam hồi xưa là do Ngụy Sài Gòn nó nắm giữ, mà mất là mất do Ngụy Sài Gòn thôi. Nếu Ngụy Sài Gòn mà họ không làm mất á, thì ngày hôm nay Trung Quốc họ đâu có cớ để đánh phá biển đảo Biển Đông đâu. Nếu mà họ biết bảo vệ biển đảo miền Nam, sau khi đất nước thống nhất rồi thì nhà nước mình giữ được, hiện nay giữ được 21 đảo, cái đó là một cái thành công rất là lớn, rất là lớn chứ không phải là nhỏ. Nhưng mà tụi nó không có công nhận điều đó. Cái biển đảo của mình, hai cái đảo lớn của mình bị mất đó, nói chung đó, là do ông Ngô Đình Diệm nè. Ông Ngô Đình Diệm ông tặng cái đảo Ba Bình cho Đài Loan. Tại hồi lúc đó đó ông Ngô Đình Diệm ông muốn sự ủng hộ của Đài Loan công nhận ổng, tại vì ổng giành quyền của Bác Hồ mà, ổng không có chịu tổng tuyển cử. Tại vì nếu mà ổng chịu tổng tuyển cử thì ổng sẽ thua. Thì lúc đó là mình đâu có cuộc chiến suốt Nam Bắc đâu. Sau khi thực dân Pháp nó thua rồi đó thì ông Hồ ông Diệm á ổng tham quyền cố vị. Ổng chức khuế ông vua Bảo Đại tới 2 lần nữa mà. Ông vua Bảo Đại đem nộp cái ấn vua đó trao cho Bác Hồ, mà ông vua Bảo Đại ông ủng hộ Bác Hồ là thống nhất đúng. Nếu mà lúc đó đó ông Ngô Đình Diệm ông đừng có tham quyền cố vị để cho Mỹ nhảy vào miền Nam á, thì đất nước mình sẽ không có loạn lạc. Đất nước mình bây giờ phải nói là rất là giàu mạnh chứ không phải là giỡn đâu, tại vì đường lối của Bác Hồ đi rất là sáng suốt. Thì ông Ngô Đình Diệm ông tham quyền cố vị thì ông muốn biến cả miền Nam trở thành công giáo của ông nữa. Ông tính không bằng trời tính, ông rất là ác,
ổng giết mấy trăm ngàn người, những người nào mà theo cách mạng là ổng giết ác lắm. Ông Ngô Đình Diệm ổng rất là độc ác, ổng giết thẳng tay những người cách mạng mà thực dân Pháp mà còn phải nể ổng, mà thực dân Pháp đó, nó còn phải nể cái tài tra tấn của ổng. Nghiên biết là ổng tra tấn cái bà mà Trần Thị Lý đó, phụ nữ nữ, ổng ổng tra tấn mà ổng lấy vỏ chai mà ổng đâm vô cái cửa mình của người ta, mà ổng hành hạ, ổng ác lắm, ổng giục tra tấn đến nỗi người ta là phụ nữ đó, mà ổng tra tấn người ta dã man. Lúc đó thế giới cũng lên án mà nó cũng nhận chìm xuồng thôi. Sau khi cứu được bà, đưa bà ra ngoài Hà Nội để cứu bà đó, bà Trần Thị Lý đó, anh chị em đánh vào mạng Google đó là nữ anh hùng Trần Thị Lý đó. Ông ác lắm, còn ông bắt được người cách mạng của mình đó là ông đốt, ông khoét cái lỗ trên cái ghế, ông lấy cái đèn cầy ông đốt đít người ta. Ông rất là ác. Còn ông giết ông Ba Cục á, cái ông Ba Cục với ông đó là tướng tướng lãnh ở bên Việt của chế độ cũ á, mà ông lập ra cái quân đội của ông chống lại ông Diệm á. Ông dụ ông đó ra hả? Ông giết người ta xong ông bầm xác người ta ra luôn. Ông ác lắm. Ông cái chuyện mà ông Ba Cục bởi bên Phật giáo Hòa Hảo á, họ rất là hận ông Ngô Đình Diệm. Nói tới Ngô Đình Diệm là ông hận, Phật giáo Hòa Hảo hận lắm. Ông Ba Cục, ông tên là Vinh, tôi quên cái họ ông rồi. Sau khi mà ông Hằng Hằng Đài Loan nó chiếm cái đảo Ba Bình là ông Ngô Đình Diệm để cho nó lấy mà, rồi để được Đài Loan công nhận. Rồi sau này năm 74 đấy, Mỹ nó thất bại hãm hại nặng nề quá ở ở Việt Nam rồi. Nó đặt lên một cái chế độ bù nhìn tay sai Ngụy Sài Gòn đó. Phải nói là Mỹ nó không ngờ một cái chế độ Sài Gòn nó bị ổi mà nó ngu xuẩn tới nỗi mà ông hồi thời đó ông Nixon á, với đầu ông Kissinger á, là ngoại trưởng Mỹ á, ông đó hả, ông chửi Việt Nam Cộng Hòa như con chó vậy đó. Ông chửi đột cái lũ ăn hại sao xong đi chết hết đi. Nếu mà các bạn xem hồi ký của ông Kissinger á, ông khinh bỉ cái chế độ cái chính quyền mà Sài Gòn, Ngụy Sài Gòn dữ lắm. Nó toàn là dân ăn hại không à. Mỹ nó không ngờ nó thua nặng nề quá. Cho nên sau khi mà thằng Mỹ bây giờ nó muốn bỏ cái miền Nam nó chạy, nhưng mà nó chạy làm sao trong danh dự. Cho nên nó qua bên Trung Quốc, nó thương lượng làm sao đó, rồi bên Trung Quốc với lại Đặng Tiểu Bình đó. Nó thương lượng ông Nixon với ông Kissinger đồ, ông Jimmy Carter là tổng thống Mỹ sau này đó, là qua bên Trung Quốc rồi thương lượng bắt con cá quá lớn đi. Mỹ nó thấy cái thị trường của Trung Quốc 1 tỷ mấy dân là có con mồi ngon quá, nó qua đó nó thương lượng rồi rồi nó tặng, nó mới bật đèn xanh cho thằng Trung Quốc chiếm cái đảo Trường Sa lớn của mình đấy, Trung Quốc nó chiếm Bà cho em thì cắt lúc ngang anh đó. lời anh nè, cắt ngang lời anh nè, cái đảo Trường Sa đó hiện tại giờ đó, là bọn nó Việt Nam mình bán đất tổ cho Trung Quốc, nhưng mà cái đảo Trường Sa em hỏi anh đó, cái đó chính thức là ai làm mắt anh biết hơn em, anh nói nữa đi, anh nói thằng đó cho em Thì nghe với. Nguyễn Văn Thiệu làm mất chứ ai. Thì lúc đó thằng Mỹ nó bật đèn xanh cho thằng Trung Quốc chiếm, chung lúc lúc đó là chế độ chế chính quyền Sài Gòn của nó là Mỹ, nó để nó tân trang vũ khí rất là hùng mạnh, một cuộc vũ khí nó Mỹ nó nói chúng tôi đã đưa cho các anh những thứ mà tốt nhất mà các anh làm không được. Nó khi đó thì mà tụi Trung Quốc nó mới chiếm Hoàng Sa, cái Trường Sa chứ, Trường Sa đảo lớn của mình. Rồi lúc đó là ông Thiệu ổng mới chuẩn bị quân đồ là để đặng mà tái chiếm, nhưng mà thằng Mỹ nó không cho. Tại vì nó lấy cái đó nó dâng cái đó cho thằng Trung Quốc, mà ngay cả ông Nguyễn Thành Trung, lúc đó ông phi công Nguyễn Thành Trung đó của bên chế độ bên Sài Gòn đó, ổng còn biết về cái vụ đó là đã lên kế hoạch đang tấn công rồi. Ông Nguyễn Văn Thiệu là coi như là kiểu ngồi đó không dám nói gì luôn. Thành ra cuối cùng mình mất hai cái đảo lớn. Hai cái đảo lớn thì dĩ nhiên thằng Trung Quốc nó có được cái lợi thế đó. Sau này bắt đầu nó mới đánh chiếm Việt Nam, nó mới tìm cách nó bá mộng. Chứ nếu mà nó không chiếm được hai cái đảo đó, làm sao mà ngày hôm nay mà nó đi ra kia nó lấn áp Việt Nam mình. Ông tổ cha nó cũng dám nữa. Thời thực dân Pháp trước kia đó là hằng 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 Pháp nó sang Việt Nam mình đó, là nó bắt hằng hằng Trung Quốc là phải ký tờ giấy bất khả xâm phạm Việt Nam, là nó đuổi hằng Trung Quốc ra khỏi Việt Nam mình mà.
nhưng mà thằng Trung Quốc mà lấn chiếm biển đảo hay là đất đai của Việt Nam là nó đuổi ra. Sau này thì mấy ông mà chế độ Bù Nhìn Sài Gòn đệ nhất đệ nhị ăn hại phá hoại không rồi bán đất bán biển, rồi sau này Trung Quốc họ mới lấy cái cớ đó, họ mới chống quậy phá Việt Nam mình đấy. Thì bây giờ thằng Mỹ nó lúc trước nó tưởng rằng Trung Quốc là ngon, nó bắt nó ăn một thời gian, rồi bây giờ thì Trung Quốc quay qua gậy ông đập lưng ông, cho nên bây giờ nó phải quay trở lại Biển Đông đấy, để đặng mà nó nhờ Việt Nam có chuyện gì để đặng mà nó trấn áp thằng Trung Quốc. Thằng Mỹ bây giờ nó thấy hồi xưa nó hồi xưa thì nó ăn nó mê Trung Quốc, tại cái dân 1 tỷ mấy dân nó qua đó nó ăn, bây giờ thằng Trung Quốc khá lên giàu lên là tại vì thằng Mỹ nó đem tiền của nó đổ vô ông đó đấy. Hồi thời ông Bill Clinton đem bán vũ khí, bán những cái khoa học kỹ thuật của Mỹ, lúc đó dân nó la quá chừng luôn mà nó vẫn bán. Sau này giờ Trung Quốc họ đâu phải là vừa vừa đâu, họ rất là dữ dằn đấy, họ 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 mua được hết. Bây giờ bắt đầu bây giờ là thằng Trung Quốc nó quay qua nó đập lại Mỹ, cái này gọi là gậy ông đập lưng ông đấy, nó đập Mỹ. Bây giờ Mỹ quay trở lại Việt Nam, bây giờ chỉ có Việt Nam thôi, nó biết Việt Nam mình có cái lợi thế rất là mạnh, Việt Nam mình trời phú cho Việt Nam mình cái Vịnh Cam Ranh. Phải nói là ngay cả hồi thời mà tổng thống của thằng Mỹ mà nó ở Việt Nam á, ông Johnson á, ông qua Việt Nam ông còn tuyên bố mà ông nói ông đến Cam Ranh ông nói ai làm chủ được Cam Ranh là làm chủ được phân nửa nước Trung Quốc, khủng khiếp không. Thằng Mỹ nó hiểu đến độ như vậy, cái trời phú Việt Nam mình cái Vịnh Cam Ranh đó mà Việt Nam mình mà tân trang mà vũ khí mà hiện đại á, hỏa tiễn đồ á, là Trung Quốc chỉ có xanh mặt thôi. Tại vì hiện nay tất cả những cái quân sự của thằng Trung Quốc nó đặt ở tại đảo Hải Nam á, mà cái đồi núi ở Vịnh Cam Ranh trời phú cho Việt Nam mình rất là hiểm trở, biển động cỡ nào động mà vực thì rất là sâu, tàu chiến và hạm đội vô đó coi như là sửa chữa hay là tân trang là bất cứ lúc nào rất là im, rất là tốt. Cho nên Mỹ nó thấy vậy bây giờ nó phải quay lại Việt Nam để đặng, tại vì quyền lợi của thằng Mỹ bây giờ ở Biển Đông á, nó không thể nào bỏ được. Nó biết được cái bá mộng của ông Trung Quốc hồi xưa thì bá mộng anh Mỹ ảnh bá mộng đế quốc, bây giờ anh Trung Quốc ảnh là bá mộng của bành trướng đấy. Anh biết được cái bá mộng của anh Trung Quốc là sẽ nếu mà ảnh nuốt hết trọn cái Biển Đông á thì thằng Mỹ chết. Tại vì nhiên biết ở Biển Đông nó quyền lợi của thằng Mỹ nó giống như cái xương sống của thằng Mỹ vậy, nó cái quyền Nguyễn lợi Duy của thằng đại Mỹ úy đó nè, Nguyễn Duy đại tới úy tranh lôi mình nó xong thì cho Nguyễn Duy lên, Nguyễn Duy ba que nè, nó nói tới lên lôi mình 6 giờ để nói cái này cái là ngưng không, cái quyền lợi của Mỹ Biển Đông tới 6 tỷ đô lận, ôi quên 5 5 tỷ đô lận thì nghĩ đi, ôi 5.000 tỷ đô một năm. Nếu mà hàng Trung Quốc mà nó chiếm á, là nó sẽ cô lập Mỹ, cho nên bây giờ Trung Quốc nó phải Mỹ nó phải quay lại Biển Đông để đặng mà nó ủng hộ Việt Nam đấy. Nó thấy bây giờ người cộng sản Việt Nam không phải như ngày xưa nó nghĩ, nó cái dạ sai lầm của nó quay trở lại không tốn viên đạn không tốn giọt máu luôn, Nguyễn Duy vãi đại lên úy đi lên cho là anh Long anh thấy tôi ngoài nhiều Nguyễn Duy lên, Nguyễn Duy là rồi bao rồi que rồi mới quen nói rồi ra muốn lên nó thì hết ba em. que lên đi. Dạ bây giờ anh Long anh bây giờ cho em cắt lời anh đợi em dưới một tí Rồi rồi nha, cho Nguyễn Duy rồi lên rồi rồi bắt rồi đầu xong rồi em cho nó xuống em cho anh lên nói tiếp nha rồi anh Long rồi anh. rồi